Xin chào. Các cụ ngày xưa thì hay có một cái câu cuối năm tổng kết thì hay nói là đầu năm thì mua muối mà cuối năm thì mua vôi. Thì không biết là quý anh chị em và các bạn hiểu câu nói này như thế nào. Theo tôi thì đầu năm mua muối tức là ám chỉ cái việc là đầu năm thì chúng ta sẽ mua một cái sản phẩm để kinh doanh, để có thể hoạt động buôn bán trong cái năm đó. Chúng ta có thể kiếm lời và thu gặt được những cái thành quả, những cái lợi nhuận cho một cái năm gọi là mua may bán đắt. Còn cuối năm mua vôi là gì? Cuối năm mua vôi tức là sau một cái thời gian, sau một năm làm ăn kinh doanh thì cuối năm chúng ta sẽ xây dựng một cái gọi là tậu một cái nhà, hay là mua một cái nhà, hay là xây một cái nhà, hoặc là có thể làm mua sắm một cái đồ gì đó trong nhà. Thì ý các cụ là nói như vậy. Thì không biết là theo quý anh chị em và các bạn thì không biết là cái ý hiểu như vậy thì nó có đúng không. Còn cái chủ đề ngày hôm nay tôi muốn trao đổi và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn thì nó cũng xoay quanh cái câu chuyện đó là mua. Thì thưa với anh chị em và các bạn thì ngày xưa thì là đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Bây giờ thì đầu năm thì sẽ giải ngân mua trứng, mua bất động sản, mua cổ phiếu, hoặc là mua một cái sản phẩm hàng hóa mà anh chị và các bạn đang kinh doanh tùy theo từng lĩnh vực. Còn cuối năm thì thường thì hay mua cái gì? Thì tất nhiên là cũng vẫn mua vôi, vẫn mua nhà, mua cửa để mà nhưng mà với mục đích là để ở. Hoặc thông thường thì bây giờ thì nhiều anh chị em và các bạn đều đã có nơi để ở thì thông thường hay mua đó là mua một cái xe ô tô để đi. Cái điều mà rất nhiều anh chị em và các bạn băn khoăn, thậm chí là có thể cũng chẳng bao giờ biết tới, đó chính là liệu thì để mua xe thì nên mua xe như thế nào cho phù hợp, và trên cái góc độ tài chính thì mua một cái xe chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm, chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm cái giá trị tài sản ròng của anh chị em và các bạn, hoặc là giá trị tài sản tổng của anh chị em và các bạn. Thì điều này là một trong những cái điều mà rất ít anh chị em và các bạn để ý tới, và cũng không mấy những người có kinh nghiệm chia sẻ và nói với anh chị em và các bạn. Thì có ba cái tỷ lệ mà tôi muốn nói với anh chị em và các bạn, và ở đây thì tùy theo thực tế anh chị em và các bạn nên ứng dụng cho phù hợp. Cái tỷ lệ thứ nhất đó chính là 3% giá trị tài sản của anh chị em và các bạn cho một cái xe, dù giá của cái xe là bao nhiêu thì nó cũng chỉ nên chiếm 3% giá trị tài sản của anh chị em và các bạn. Nghe đến đây thì anh chị em và các bạn sẽ giật mình là hô là như vậy thì có mà đến Tết mới mua được xe. Ví dụ như là cái xe mà nằm ở khoảng tầm từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng mà chỉ chiếm 3% giá trị tài sản thôi thì có mà đến Tết mới mua được xe. Thì thưa với anh chị em và các bạn là đến Tết rồi, sắp đến Tết rồi, nên là cái câu chuyện mà anh chị bảo đến Tết mới mua được xe thì cũng có nên mua đi là vừa. Tôi đùa đấy. Tuy vậy thì thưa với anh chị là như thế này nè, tại sao lại là 3%? Những người giàu người ta cho rằng là xe ô tô nếu như nó chỉ là cái mục đích để đi lại thì nó là tiêu sản, và đã là tiêu sản thì chúng ta chỉ sử dụng một phần rất nhỏ trong tổng tài sản của mình để mua những thứ gọi là tiêu sản. Bởi vì xe nó không đem lại cái lợi ích kinh tế nào ngoài cái việc nó là phương tiện đi lại. Nó không đẻ ra được tiền, nó không giống như là tiền mặt bỏ ngân hàng còn có lãi, nó không giống như tài sản chúng ta mua còn có thể tăng giá. Còn xe thì mua xong ngay lập tức ra chúng ta đã mất từ 20 đến 30% giá trị. Tức là chỉ cần mua xong mà gọi là lăn bánh là chúng ta đã bị mất giá ngay lập tức rồi. Ngoại trừ một số trường hợp, một số xe đặc biệt thì tôi không nói tới. Cái tỷ lệ thứ hai mà phần đa chúng ta đang sử dụng tới đó là 10 tới 12%. 10 với 12% thì với những anh chị em và các bạn mà ngoài cái nhu cầu là phương tiện đi lại thông thường thì có thêm một số cái sự kết hợp liên quan đến cái hoạt động kinh doanh, hoặc đó là nó giống như một cái vật trang trí để nâng cái tầm, tức là nâng cái sự chuyên nghiệp, nâng lên một tầm có cái sự ảnh hưởng hoặc là cái góc nhìn của người đối tác, người làm ăn kinh doanh thì phụ thuộc vào những cái chuyện đó, và giống như là nâng cái pro của mỗi cá nhân trong cái hoạt động kinh doanh thì nên dùng từ 10 tới 12%, maximum là 15% giá trị tài sản
để cho một cái xe gọi là tiêu sản. Thì điều này nó ngoài cái giá trị đi lại nhiều, ngoài cái giá trị mà để mà chỉ chúng ta vận chuyển đi lại và sinh hoạt hàng ngày là nhu cầu đi lại thôi, thì chúng ta phục vụ thêm một cái nhu cầu thứ hai nữa, thì hoàn toàn anh chị và các bạn có thể tăng thêm một cái tỷ lệ khoảng từ 7-10% là để có thể đầu tư cho cái xe nhằm mục đích phục vụ cho công việc. Đây cũng được coi là một khoản đầu tư có thể đem lại nhiều cái hợp đồng kinh doanh hơn, có thể đem lại cái góc nhìn cho những đối tác, những người làm ăn kinh doanh, họ nhìn anh chị em và các bạn ở một cái vị thế khác, thì điều này hoàn toàn xứng đáng với 12-15% giá trị tài sản của mình. Thì tôi không biết anh chị và các bạn có tài sản bao nhiêu thì tùy. Cái số thứ ba mà chúng ta muốn nói tới ở đây là con số 30-50% giá trị tài sản cho một chiếc xe, với điều kiện chiếc xe là cái phương tiện kiếm cơm của anh chị em và các bạn. Ví dụ như bác tài xế, ví dụ như xe để dùng để vận tải, vận chuyển hàng hóa phục vụ cho doanh nghiệp anh chị, xe để đưa đón khách hàng, xe để làm những cái mục đích phục vụ cho chuyện dạy học, dạy lái xe hay là những cái mục đích khác là từ cái xe. Thì cái xe nó gần như là một cái gọi là cái công cụ lao động của quý anh chị em và các bạn. Thì cái việc sử dụng từ 30-50% giá trị tài sản của anh chị và các bạn để đầu tư cho một cái xe, hoặc thậm chí có những cái tỷ lệ có thể cao hơn tùy vào cái khả năng. Tuy vậy thì với cái tỷ lệ càng cao, cao hơn 50% bao nhiêu, thì cái mục đích cho việc cái xe chúng ta càng phải cao hơn. Ví dụ nếu tỷ lệ trên 50% thì cái việc mà sử dụng và khấu hao cái xe, tức là sử dụng cái triệt để cái khả năng vận hành của xe càng cao bấy nhiêu, thì chúng ta có quyền nâng lên cái tỷ lệ bấy nhiêu. Và chúng ta quay lại với cái câu chuyện tại sao chúng tôi lại nói là 3-5% thôi. Thì thưa với anh chị em và các bạn, người giàu và những người lắm tiền họ không bao giờ chỉ hay là thậm chí là chia sẻ với anh chị em và các bạn về cái câu chuyện cái tỷ lệ nhỏ này. Họ luôn luôn muốn thúc đẩy cái anh chị em và các bạn sử dụng đồng tiền cho tiêu sản. Mà nếu sử dụng đồng tiền cho tiêu sản, đồng nghĩa với quý anh chị em và các bạn đang đốt đồng tiền và tự làm khó mình. Bởi vì tiền nguyên về nguyên lõi của đồng tiền, nó có thể sinh ra tiền, tiền có thể đẻ ra tiền có thể mang bầu. Và tôi nói đến câu chuyện tiền có thể mang bầu thì anh chị sẽ bật cười, nhưng thực tế thì nếu có tiền, người ta có thể tận dụng những cơ hội để làm ăn, để có thể đẻ thêm tiền, để có thể chỉ dùng sức tiền để kiếm tiền, không phải dùng sức người để kiếm tiền. Người giàu họ hiểu rất rõ những vấn đề này, tuy vậy họ ít khi nói và ít khi chia sẻ với quý anh chị em và các bạn. Anh chị em và các bạn nếu không tuân thủ những nguyên tắc như tôi vừa nói thì anh chị em và các bạn sẽ gặp phải những cái rắc rối như sau. Thứ nhất, anh chị và các bạn không bao giờ có tiền dư để làm ăn kinh doanh hoặc làm bất kỳ một cái khoản đầu tư nào để điều khiển đồng tiền có thể làm thay sức lao động của anh chị. Và suốt đời anh chị em và các bạn chỉ mỗi là đem sức lao động ra để làm gì ạ? Để kiếm tiền, và cũng chỉ là không bao giờ có thể giàu có được. Điều thứ hai nữa là với cái tỷ lệ 3-5% thì thực sự là nó rất ít so với tài sản. Nếu như anh chị và các bạn có khoảng đâu đó, tôi lấy ví dụ như là mua một cái xe 1 tỷ đồng thì anh chị phải có khoảng tầm là 30 tỷ, khoảng 30 tỷ. Thì cái 3% của 30 tỷ nó khoảng 900 triệu thì vô tư. Cái câu chuyện đó là chuyện đương nhiên xài, cũng giống như chúng ta có 100 triệu mà chúng ta xài 500 nghìn thì nó là vô tư, không ảnh hưởng gì đến cái câu chuyện đầu tư và kinh doanh. Nhưng nếu như cái tỷ lệ cao hơn, anh chị tiêu sản nhiều hơn, anh chị sẽ gặp vấn đề rắc rối. Và nói đến đây thì có nhiều người trong những anh chị em và các bạn đang nghe đây sẽ rất là bực tức, thậm chí là không hài lòng với cách chia sẻ của chúng tôi. Vì anh chị đôi khi còn vay lãi ngân hàng để mua xe, đây là điều tuyệt đối nghiêm cấm. Đã không có tiền lại còn vay lãi ngân hàng để mua xe, ba vấn đề tài chính sẽ gặp, anh chị em và các bạn sẽ gặp, và thực sự gặp những cái rắc rối rất là lớn. Một là phải trả lãi ngân hàng. Khi có một cái xe trung bình theo thống kê của chúng tôi, tất cả các khoản chi phí mỗi tháng anh chị phải bỏ vào đó khoảng tầm 3 triệu đồng, dù anh chị đi nhiều hay đi ít. Nếu như cái xe ở cái vai trò chỉ là cái vấn đề đi lại, anh chị và các bạn nuôi cái xe như nuôi một đứa con mọn. Và rõ ràng anh chị phải chịu hai khoản tài chính, một là trả tiền lãi, hai là nuôi cái xe như nuôi con mọn. Thế thứ ba nữa là nếu như nhà anh chị không đủ lớn, phải gửi xe ở một số bãi gửi xe nữa, thì thôi thôi rồi, anh chị và các bạn phải gánh thêm một khoản thứ ba nữa, đó là phí gửi xe. Khoản thứ tư đó là khoản bảo trì, bảo dưỡng và va chạm trên đường, những cái vấn đề xước xe, hư xe, hỏng xe. Đó là những vấn đề thực sự là rất nhức nhối cho những người mà tài chính chưa lớn, chưa nhiều, thậm chí là chưa dư thừa mà đã đút ngay vào cái tài sản gọi là cái tiêu sản này, sẽ dẫn đến
rất rất nhiều những hệ lụy, và cuối cùng thì cả đời anh chị chỉ đi làm để mà nuôi cái xe, và sẽ gây ra cái chuyện là sức lao động của anh chị và các bạn sẽ bị tiêu hao vào cái tài sản này. Còn với cái người mà người ta sẽ sử dụng với cái tỷ lệ cao, người ta sử dụng là với xe là công cụ để kiếm tiền, xe là cái dịch vụ để kiếm tiền, để cho thuê, để chạy xe kiếm tiền, thì đó lại là câu chuyện khác. Họ đã khấu hao xe, họ đã khấu hao những cái chi phí đó vào chính cái công cụ, cái hoạt động kinh doanh của họ rồi, nên là nó là sẽ khác nhau. Và một cái điểm lưu ý nữa thì ngoài xe thì chúng ta cũng phải nên nhớ rằng không phải ông bà ta nói khi nào cũng đúng, không phải lúc nào cũng nói rằng là đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, đầu năm làm ăn kinh doanh cực khổ, phải bỏ sức lao động, bỏ sức người, sức của, trí não ra để kiếm được đồng tiền, cuối năm mua vôi. Đây là một trong những cái thứ mà vì nó được gọi là tận dụng một cách thái quá. Trước đây thì câu chuyện xây một cái nhà, một cái nơi để ở, một cái nơi để được gọi là an cư thì mới lạc nghiệp. Nhưng người ta đang thái quá ở góc độ an cư, họ đã đẩy nhau lên một cái tầm cao mới, đó là chạy đua với nhà đẹp, chạy đua với nhà cao tầng. Và rất nhiều anh chị em và các bạn chỉ mới là những người lao động phổ thông, nhưng mà suốt đời chỉ vì một cái nhà hoặc là vì một cái xe là đem hết tiền của và gọi là vất vả cả một đời để xây một cái nhà thật là lớn. Tuy vậy cái nhà đó thì đôi khi á, tầng 2, tầng 3, tầng 4 chẳng bao giờ đến, chẳng bao giờ đi. Và cái hữu ích sử dụng của ngôi nhà thì nó thực sự là không hết cái công năng, cái công hiệu của nó. Thay vì thế thì nếu anh chị và các bạn tạo một cái sản phẩm khác mà nó có khả năng sinh lời và sinh lời bền vững thì tốt hơn. Tôi lấy ví dụ như nếu thay vì là mua một miếng đất 100m xây một cái nhà 4 tầng thì anh chị mua một miếng đất 200m xây một cái nhà 2 tầng thôi thì nó sẽ hữu ích hơn rất là nhiều. Còn về xe cũng vậy. Lưu ý rằng là video này không sử dụng, gọi là không đưa ra cái khuyến nghị này cho những anh chị em và các bạn là quá giàu, đang có trong tài khoản lên tới vài chục đồng hoặc vài trăm đồng. Tức là cái đồng này tôi nói là 1 tỷ ấy. Thì nếu với những người mà có trong tài khoản tới vài chục tỷ đến vài trăm tỷ thì video này coi như anh chị vừa lướt qua và bỏ qua sang bên cạnh, bởi vì nó không có ý nghĩa với những người quá giàu. Xin chào, hẹn gặp lại. Mong nhận được những cái chia sẻ, những cái bình luận, những cái ý kiến phản hồi khác của anh chị em và các bạn, cũng như là luôn ủng hộ và đồng hành để nhóm tiếp tục phát triển những video hay hơn, hữu ích hơn, và mong muốn sẽ tiếp tục được gặp lại anh chị em và các bạn trong video tiếp theo. Thân chào và hẹn gặp lại.